Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp thể thao địa hình đến từ thương hiệu Gian, model ATX 770, một mẫu xe đạp được trang bị bộ khung nhôm Alu-X và bộ chuyển động Shimano DOG. Và cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 8.900.000 cho một chiếc xe đạp thương hiệu rất là tốt, thương hiệu Gian. Thì các bác chơi xe hay là những người mới tiếp cận xe đạp thì không còn xa lạ cái thương hiệu Gian này, một thương hiệu gọi là quốc dân trong dòng xe đạp thể thao tại thị trường Việt Nam. Và được chạy bộ chuyển động Shimano DOG, một cái bộ chuyển động mà nó quá ngon trong cái tầm giá này. Đấy. Thì toàn bộ khung của chiếc xe là khung nhôm, công nghệ nhôm Alu-X, nhôm siêu nhẹ. Đây là công nghệ của dành riêng của những hãng Gian thì nó sẽ có cái công nghệ này. Gian thì quá nổi tiếng trên thế giới về cái cách làm khung. Cách làm khung mà nó có thể nói là chắc chắn là gọi bậc nhất thế giới. Đi Gian rất là yên tâm. Bộ đùi trục rỗng nguyên bản, sử dụng bộ group chuyển động Shimano DOG. Bộ group cực ngon trong cái tầm giá. Bánh bánh là 26 inch Mayurovatec bi vòng cuối lỗ. Ghi đông của chiếc xe được trang bị bộ ghi đông cong đổ đèo này. Và bộ tay bấm cũng của DOG. Bộ tay bấm DOG 10x3, 10 lít 3 đĩa, 30 tốc độ. Phanh dầu Techo. Thóc sóc dầu theo xe. Bánh trước cũng là Mayurovatec bi vòng, bi bạc đạn. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Tay xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe có size là xe S, xe nhỏ nhỏ cho các bác từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Chuyển động 10 lít 3 đĩa, xe 30 tốc độ, rất là ngon lành. Chiếc xe đang được bán cho em mức giá chỉ có là 8.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.